Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Công đoàn và các em thiếu nhi, hôm nay chúng ta bước sang Chủ nhật thứ hai mùa chay trong năm tuần lễ của mùa chay. Chủ nhật thứ nhất mùa chay chúng ta đã cùng nhau suy niệm lời của Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng tin mừng của Ngài. Đó là kêu gọi dân chúng sám hối tội lỗi và tin vào tin mừng. Đó là điều rất quan trọng và cần thiết của mỗi người chúng ta khi đón nhận Chúa Phục Sinh sắp tới. Bởi vì tội lỗi đã làm cho con người xa cách Thiên Chúa. Tội lỗi đã làm cho con người chấm dứt tình trạng liên hệ giữa Thiên Chúa và con người. Do đó, cái điều đầu tiên của mỗi người đó là sám hối, từ bỏ tội lỗi, thay đổi đời sống để đón nhận tin vui, đó là tin mừng phục sinh. Hôm nay bước sang Chủ nhật thứ hai mùa chay, Giáo hội lại mời gọi mỗi người chúng ta phải thay đổi cuộc sống, phải biến hình con người tội lỗi trở thành con người mới, con người đạo đức thánh thiện, như Chúa Kitô đã biến hình để củng cố niềm tin cho các tông đồ trước thập giá. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu cho linh hồn Teresa mới qua đời và cầu cho các linh hồn để xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúng ta thành tâm sám hối lỗi lầm thiếu sót và xin Chúa từ tha. Tôi thưa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa to hiền trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chế cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách sáng thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: Abraham, Abraham. Ông đáp lại: Dạ, tôi đây. Chúa nói:
ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến Moria. Ở đó, ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu, trên núi ta sẽ chỉ cho ngươi. Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi nói Isaac lại, đặt tên lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để xác tế con của mình. Bấy giờ, Thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng, Abraham, Abraham. Ông thưa lại, dạ, tôi đây. Người nói, đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho ta. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây. Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng, Chúa phán, ta thề rằng, vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho ta, nên ta chúc phúc cho ngươi. Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như các bãi biển. Miêu diệu ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì đó đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa. Vững tin khi mình đã nói, ôi nhục nhã ê chề, trước mặt Chúa thật là quý giá, cái chết của bậc thánh nhân. Con sẽ tiến đi trước thiên nhân, trong miền đất của nhân sinh, trong miền vâng Chúa ơi, con là tôi tớ, con quần ư tì Ngài, xích xiềng cũ kia Ngài thao gỡ, khúc hát dâng về thánh nhân. Con sẽ tiến đi trước thiên nhân, trong miền đất của nhân sinh, trong miền đất. Con sẽ luôn giữ tròn cân hứa, trước mặt Chúa hình thiên diện, ở đền Chúa rằng người vinh quang, giữa chốn thanh thiền gia liên. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính con mình, nhưng lại phó thác con vì tất cả chúng ta. Há người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với con của người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? Chính Chúa là đấng làm cho nên công chính. Ai sẽ kết án? Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Trong đám mây
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan và đi riêng với mình lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môi-sen hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môi-sen và một cho Êlia. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Đó là lời Chúa. Trước hết xin chào tất cả chúng con thiếu nhi và công đoàn. Trước khi đi vào bài tin mừng, xin thông báo ngày mùng 1 tháng 5 sẽ có Đức Giám Mục về thêm sức. Do đó, dì nào phụ trách cái lớp thêm sức và rước lễ lần đầu chuẩn bị, nghĩa là chỉ còn tháng rưỡi nữa thôi. Trong khi đó thêm sức vào rước lễ lần đầu vào ngày mùng 1 tháng 5, tức là ngày thứ ba. Đấy, xin thông báo trước để các lớp rước lễ lần đầu và thêm sức chuẩn bị. Ngày 15 tháng 4 kiểm tra các em xưng tội rước lễ lần đầu. Chúng ta nhớ nha, thông báo trước rồi đó, 15 tháng 4 kiểm tra giáo lý các em rước lễ lần đầu. Các em rước lễ lần đầu lưu ý ngày 15 tháng 4 nha. Đừng có lý do đi chơi hay là nghỉ nha. Những em nào mà nghỉ đi chơi là không có được rước lễ. Ngày 22 tháng 4 kiểm tra các em thêm sức. Ngày 22 tháng 4 kiểm tra các em thêm sức. Lưu tâm đó, các em thêm sức, lưu tâm. Ngày 26 tháng 4 là thứ năm, xưng tội rước lễ lần đầu và thêm sức. Bởi vì ngày 26 tháng 4 tức là nó vào ngày thứ năm, và sau đó là mùng 1 tháng 5 sẽ thêm sức và rước lễ lần đầu. Do đó cái cuối tháng 4 là cái cuối mà kiểm tra rồi xưng tội. Do đó hai cái lớp này ngay từ hôm nay chuẩn bị cái chương trình thêm sức và rước lễ lần đầu, để ngày mùng 1 tháng 5 sẽ xưng tội rước lễ lần đầu và thêm sức luôn.
Thay vì rước lễ vào lễ mình máu Thánh Chúa như mọi năm, thì cha muốn gộp lại, bởi vì có Đức Giám Mục về, do đó thêm sức vào rước lễ, có Đức Giám Mục cho nó long trọng. Vì thế xin thông báo trước nha, ngày 15 tháng 4 là kiểm tra các em rước lễ là đầu. Ấy, cha nhắc trước mấy tháng rồi đó. Nhưng cái năm vừa rồi xin nhắc rồi, xong cuối cùng có một số phụ huynh chúng con không được biết, con cái nó không về, rồi là cho nó đi chơi. Khi mà đi chơi về thì tôi không có chấp nhận kiểm tra, thì nói là cha khó với cha thế này, cha thế kia. Nghe cái này nó quá là nhiều rồi, tôi cũng nghe rồi. Do đó đừng có lý do này, lý do khác. Đưa con đi chơi, năm vừa rồi là hai đứa đi chơi vào cái ngày kiểm tra, rồi cuối cùng nó đưa về xin cha thương, chả có thương một chút nào hết. Bởi vì tôi đã báo trước cả mấy tháng để cho phụ huynh chuẩn bị con cái đến ngày đó là kiểm tra, đến ngày đó là xưng tội, đến ngày đó là rước lễ. Báo trước rồi đó, đừng có lấy lý do này, lý do khác. Trừ vấn đề đau yếu nằm bệnh viện thì tôi còn thông cảm. Còn đi chơi dứt khoát nha. Không có năn nỉ và đừng có nói tôi thế này, tôi thế kia. Tôi rất dễ, nhưng mà khó cho những người không thi hành. Đấy là điều xin nhắc lại để tất cả chúng ta lưu tâm nha. Còn cái ngày xưng tội là ngày thứ năm, do đó các em thêm sức hay là rước lễ lần đầu cũng cố gắng đi, bởi vì chưa là nghỉ hè, mấy thì đầu tháng năm mới nghỉ thôi, nhưng mà thi học kỳ hai cũng xong rồi để chuẩn bị tháng năm để chúng con nghỉ hè. Do đó là 26 tháng 4 nó nằm vào ngày thứ năm thì đến xưng tội hai lớp rước lễ và thêm sức, để ngày mùng 1 chúng ta thêm sức vào rước lễ lần đầu. Đấy là cái thông báo nha, cho tất cả các lớp, nhất là lớp thêm sức vào rước lễ lần đầu, hãy chuẩn bị ngay từ hôm nay. Chúng ta đi vào trọng tâm. Hết Tết chưa? Hết chưa? Em nào bảo chưa hết Tết giơ tay ra coi. À, chưa hết Tết. Chả có em nào mới hết Tết rồi, người ta đi làm rồi. Học sinh thì thứ hai là đi học rồi. Nhưng mà đi lễ ngày Chủ nhật thì hôm nay làm sao? Yếu quá đi. Đấy. À, chưa đi học ngày thứ hai đi học, nhưng mà đi lễ thì phải. Đi lễ và hôm nay học giáo lý chứ không có nghỉ nữa. Nghỉ hai tuần rồi. Tuần đầu tiên trước Tết đó là vui xuân, ẩm thực, vui chơi, trò chơi rồi. Xong đó là tuần Tết hôm nay là Chủ nhật, chúng ta bắt đầu học giáo lý như bình thường. Và nhất là cái lớp thêm sức và lớp rước lễ lần đầu phải tranh thủ đi. Những em nào mà không chịu đi thì các gì phụ trách hai cái lớp đó dứt khoát là không có thương. Bởi vì không đi học thì không có được rước lễ và cũng không được thêm sức. Hai cái lớp này do hai dì phụ trách. Vì thế xin các dì cũng mạnh tay cho. Để rồi chúng ta có những em xưng tội rước lễ đạt yêu cầu. Đấy là cái mà xin nhắc cho hai cái lớp. Hôm nay Chủ nhật thứ hai mùa chay. Riêng bài tin mừng, thánh nào ghi em nào biết giơ tay cho coi. Thánh nào ghi bài tin mừng? Ủa? Sao hôm nay yếu quá vậy? Có nghe không? Thánh nào ghi? Giơ tay cho coi. Cha là thánh sử Marco. Vỗ tay chúc mừng em, thánh Marco. Thánh Marco có phải là trong số 12 tông đồ không?
Có phải không? Có phải không? Khăn vàng cói, Thánh Mác-cô có phải là 12 tông đồ không? Có phải không? Lạy Chúa tôi, mắc cỡ quá. Đeo khăn vàng mà hỏi Mác-cô có phải 12 tông đồ không? Chẳng trả lời được. Có vẻ xấu hổ quá đi, đeo cái khăn vàng mà không trả lời cái đó được thì quá là xấu hổ. Lấy cái khăn che mặt đi. Mấy đứa khăn vàng vàng lấy khăn che mặt đi. Không hiểu học giáo lý như thế nào đấy. Các cha đến giúp ngày Chủ nhật. Hôm nay thì Tết để các ngài chưa có đến giúp được, cha phải làm. Nhưng mà có dịp để kiểm tra. Em nào trả lời cho cha coi. Dạ thưa cha là không. Đúng rồi, Mác-cô không phải là 12 tông đồ. Chúng ta vô tay coi. Vậy thì Mác-cô là đệ tử của thánh nào? Cái này lâu quá rồi, cha cũng hỏi lại, bây giờ hỏi lại coi. Thánh Mác-cô là đệ tử của thánh nào? Giơ tay cha coi. Trời đất ơi là trời đất ơi, có dịp làm lễ cho thiếu nhi hỏi cái tịt mít à. Thánh Mác-cô là đệ tử của thánh nào? Ủa, các đoàn coi. Nó đang hỏi nhau. Có đứa nào xì cho nó? Thưa cha là Thánh Phê-rô. Đúng rồi, vỗ tay coi. Thánh Mác-cô là đệ tử của Thánh Phê-rô. Còn thánh nào là đệ tử của Thánh Phao-lô? Dạ thưa cha là Thánh Luca. Thánh Luca đúng rồi. Vậy thì Thánh Luca có viết tin mừng không? Có nha. Hai cái Thánh Mác-cô và Thánh Luca không phải là 12 tông đồ mà viết sách tin mừng. Tin mừng thứ nhất là Thánh Mát-thêu là tông đồ rồi, người thu thuế mà chưa gọi. Rồi Thánh Gioan là người trải lưới thì Chúa Giêsu gọi làm tông đồ. Đó là hai thánh viết sách tin mừng. Ngoài ra không phải là 12 tông đồ viết sách tin mừng, đó là Mác-cô và Luca. Tin mừng Mác-cô hôm nay đố chúng con biết tại sao mà ngài viết Chúa Giêsu biến hình, tại sao Chúa lại biến hình? Em nào biết tại sao Chúa biến hình? Gọi 12 tông đồ đi theo ngài rồi đi giảng chỗ này là giảng chỗ kia làm phép lạ. Nhưng mà tại sao hôm nay tin mừng Mác-cô này ghi Chúa biến hình? Biến hình để làm gì? Em nào biết biến hình để làm gì? Chớ gì mọi lúc được im lặng như bây giờ. Chúa biến hình để làm gì? Em này giơ tay coi. Dạ thưa cha là để nói trước về cuộc thương khó và sự sống lại của Chúa Giêsu. Chưa đúng lắm, nhưng mà vỗ tay cái ý kiến. Chúa biến hình để làm gì? Em nào trả lời khác đi coi.
Chúa biến hình để làm gì? Bạn hát có biết không? Cũng là thiếu nhi đấy. Chúa biến hình để làm gì? Chà, im lặng quá đi. Chứ gì mọi lúc mọi nơi cũng im lặng như bây giờ. Em nào biết? Cộng đoàn có ai biết không nè? Cộng đoàn có ai biết? Giơ tay nói cho tôi coi nè. Chúa biến hình để làm cái gì đây? Xin mời. Rồi rồi rồi, được rồi, để đưa máy coi, nói to cho mọi người. Dạ thưa cha, Chúa biến hình để tỏ quyền năng của Chúa cho các môn đệ biết. Chưa đúng. Nhưng mà vỗ tay bà có một can đảm. Chúa biến hình để làm cái gì? Ai biết? Em nào biết? Ai biết cộng đoàn, ai có ý kiến khác được thôi. Bởi vì hai ý kiến chưa có đúng mấy. Buồn quá. Các em thiếu nhi chà, buồn quá. Để củng cố niềm tin cho các tông đồ trước cái chết trên thập giá của Ngài. Bởi vì trước đó Chúa báo tin cho các tông đồ Thầy sẽ bị người ta bắt, giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Khi mà Phêrô tuyên xưng Đức Kitô là con tin Chúa hằng sống, thì Chúa nói ngay thì Đức Kitô mà Phêrô tuyên xưng sẽ bị các thượng tế, luật sĩ biệt phái bắt và giết chết, nhưng ngày thứ ba sống lại. Thì hôm nay Chúa đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao để Ngài biến hình cho các ông thấy Ngài dù có chết sẽ sống lại vinh quang sáng láng như các ông thấy hôm nay. Đấy, củng cố niềm tin khi mà Chúa báo tin cái chết cho các tông đồ thì các tông đồ chán nản. Bởi vì theo Thầy mà bây giờ Thầy chết rồi thì còn theo cái gì nữa. Cho đó các ông mất niềm tin vào Chúa. Để rồi các ông được Chúa cho thấy cái đau khổ cái chết, qua cái đau khổ cái chết là sống lại vinh quang. Đấy, giúp cho các tông đồ tin vào Chúa, dù Chúa có chết nhưng Ngài sẽ sống lại, củng cố niềm tin cho các tông đồ và đồng thời củng cố niềm tin cho mỗi người chúng ta, nhất là khi chúng ta gặp đau khổ thử thách. Qua cơn mưa trời lại sáng. Đấy, qua cơn mưa trời lại sáng, qua cái chết sống lại vinh quang phục. Do đó mà các tông đồ tiếp tục đi theo Chúa, chấp nhận cái đau khổ để đến vinh quang. Đấy, do đó cái câu người ta nói đau khổ đến vinh quang. Con đường thập giá của Đức Kitô không phải là chết trên thập giá thôi, mà là sau cái chết sống lại. Đó là cái mà chúng ta chứng kiến cuộc tử nạn của Đức Kitô, và sau cuộc tử nạn thì Chúa phục sinh sáng láng. Do đó giúp các tông đồ chấp nhận đau khổ và chấp nhận thập giá sắp tới, để rồi sau đó Chúa sống lại hiện ra với các tông đồ.
Vì thế, bài tin mừng hôm nay Chúa muốn gợi mở cho mỗi người chúng ta phải trải qua đau khổ mới tới vinh quang, phải chấp nhận thập giá để sống lại với Đức Kitô phục sinh. Bài học mà Chúa muốn củng cố niềm tin cho các tông đồ trước đau khổ thập giá, và đồng thời giúp các tông đồ trung thành đi theo Chúa. Và hôm nay cũng mời gọi tất cả quý ông bà anh chị em, ai trong chúng ta cũng gặp những đau khổ, những hy sinh, nhưng qua đau khổ hy sinh chúng ta nhìn vào Chúa Kitô phục sinh sẽ là niềm an ủi khích lệ cho mỗi người chúng ta. Đau khổ đưa tới vinh quang, hy sinh sẽ được hạnh phúc. Cũng như trong gia đình ông bà anh chị em, có bà nào, ông nào, chị nào, anh nào trong gia đình vợ chồng không có hy sinh không? Không có gia đình nào mà không có hy sinh vợ chồng, cha mẹ, con cái. Cái hy sinh đó để đạt được hạnh phúc trong gia đình của mình. Không có gia đình nào mà không có hy sinh. Không hy sinh lớn, không hy sinh nhỏ, tất cả hy sinh vì con cái, hy sinh vì bệnh tật, hy sinh vì tai nạn, để rồi sau đó hạnh phúc. Đây là cái mà tất cả mọi người chúng ta nhận thức và xác tín cái điều đó. Cũng như các tông đồ, khi mà Chúa báo cái chết của các ngài cho ngài, của ngài cho các tông đồ, thì các ngài chán nản thất vọng. Thế thì Chúa cho các ngài thấy chết rồi nhưng mà sống lại vinh quang. Do đó mà Phêrô lạy thầy ở đây sung sướng quá: con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môi-se, một cho Elia. Đấy. Vậy thì trong tin mừng cũng hỏi tiếp: Môi-se là đại diện cho cái gì đạp vào đạo với Chúa Giêsu? Em nào biết Môi-se đại diện? Chúa Giêsu biến hình thì có Môi-se, thì có Elia. Vậy thì Môi-se đại diện cho cái gì? Em nào biết không? Chắc là không biết, thôi cha trả lời luôn. Môi-se đại diện cho lời luật. Còn Elia đại diện cho cái ngôn sứ và tiên tri. Hai vị đàm đạo với Chúa Giêsu về con đường thập giá. Bởi vì luật cũng đã ghi, các tiên tri đã loan báo, thì Chúa Giêsu đàm đạo với hai vị đại diện cho luật và tiên tri ngôn sứ về cuộc cố nạn của ngài. Nhưng mà Phêrô thì không biết cái cuộc đàm đạo đó, chỉ thấy Chúa sáng láng đẹp đẽ quá vờ. Do đó lạy thầy, ở đây thì tốt lắm, con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môi-se, một cho Elia. Còn chứng con đứng ở ngoài nhìn cái vinh quang. Đấy. Cái điểm nữa là trong khi Phêrô đã nói thì có tiếng từ trời giới thiệu Chúa Giêsu: đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Đấy. Chúa Cha muốn giới thiệu cho Phêrô, Giacôbê và Gioan, Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Chúa Cha muốn giới thiệu, các ông phải nghe, các con phải nghe lời ngài. Và cái điểm cuối cùng, tại sao Chúa cấm không nói cho các môn đệ nói với ai? Bởi vì nếu các môn đệ nói như vậy thì các tông đồ không có hy sinh, không có chịu khó, không có cách này cách khác, vui mừng quá, Chúa vinh quang lắm rồi, không có phải hy sinh nữa, sung sướng ở trên cái hạnh phúc của mình thì không được, phải xuống núi tiếp tục sứ mạng rao giảng tin mừng. Do đó Chúa nghiêm cấm là như vậy, bởi vì các ông thấy vui vẻ quá, thôi khỏi làm cái gì hết, khỏi phải ra giảng tin mừng, Chúa sáng láng đẹp đẽ rồi. Đấy. Chúa nghiêm cấm là ở chỗ đó, bởi vì các ông chưa hiểu, phải chấp nhận hy sinh, tức là phải xuống núi rao giảng tin mừng, chịu khổ rồi mới được vinh quang. Chúa ngăn cấm lý do như vậy. Từ trong cõi chết, tức là khi mà Chúa sống lại rồi, các ông mới thấy vinh quang như hôm nay Chúa biến hình trên núi. Đấy là cái
Tin Mừng bảo hôm nay Chủ nhật thứ hai mùa chay, giáo hội muốn mời gọi mỗi người chúng ta cái nhắc nhở bài học, đó là phải chấp nhận đau khổ mới tới vinh quang. Cuộc đời của con người tín hữu chúng ta phải trải qua những hy sinh đau khổ, rồi cuối cùng chúng ta mới được hưởng phúc nước trời, đó là được lên thiên đàng. Nếu không chấp nhận đau khổ, không hy sinh ở đời này, thì thiên đàng sẽ không đến với mỗi người chúng ta. Đó là điều mà xin tất cả mọi người cầu nguyện cho nhau, để qua những hy sinh đau khổ cuộc đời, chuẩn bị tâm hồn chúng ta hưởng vinh quang nước trời mà Chúa dành cho tất cả mọi người chúng ta. Đau khổ đưa tới vinh quang, cái chết để rồi sau đó sống lại vinh quang. Xin cầu đoàn chúng ta đứng lên tiếp tục thánh lễ. Tôi tin kính Đức Chúa Trời. Em thân mến, có lúc chúng ta cần lên núi để gặp gỡ thân tình với Chúa, nhưng cũng có lúc chúng ta phải xuống đồng bằng để chia sẻ cuộc sống với anh chị em mình. Tin tưởng vào Chúa là đấng cứu độ trần gian, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội thánh được Đức Giêsu trao cho trách nhiệm mang sứ điệp yêu thương của Tin Mừng đến cho mọi dân tộc. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả thành viên trong đại gia đình hội thánh biết luôn ăn ở nhân ái, hiền hòa, khiêm tốn và nhẫn nại với hết mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trên thế giới ngày nay vẫn còn biết bao người buồn sầu vì nạn thất nghiệp hoặc vì căn bệnh nan y hành hạ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp thử thách gian nan, tìm được sự nâng đỡ, niềm an ủi và niềm hy vọng để vui sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Không ai là một hòn đảo trên đại dương của cuộc đời này. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết sống liên kết với tất cả những người thành tâm thiện chí để xây dựng một thế giới hòa bình, đầy tình bác ái yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúa nhận lời chúng con. Sống quảng đại với hết thảy mọi người, chia sẻ cơm áo cho người bất hạnh là những việc bác ái rất có ý nghĩa trong mùa chay này.
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tích cực sống tinh thần khắc khổ và bác ái của mùa chay thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lời Chúa Giêsu trong cuộc biến hiện dung của Chúa trên núi cao. Chúa Cha đã hé mở cho chúng con thấy thế giới tương lai, thế giới của phục sinh, thế giới của ánh sáng. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết chết cho tội lỗi để được sống với Chúa trong đời sống mới tràn ngập ánh sáng và bình an. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Em hãy cầu nguyện đầy lệ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Cha gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thanh hoa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể các tín hữu được xứng đáng bằng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết người sẽ chịu chết thì trên núi thánh Người đã tỏ vinh quang của Người cho các ông nhờ lời luật và các ngôn sư làm chứng. Người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con để xứng đáng hầu cân chức tôn nhan và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thân này xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh cho lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, hai Đức Cha Phụ ta Giuse và Lui chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Teresa mới qua đời và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mỗi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào vương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con để đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse vạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể từng người dạy chúng ta dâng nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sẽ chưa cam con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự giờ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hồng sông và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Yeah.
Đây trên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Lạy Chúa Giêsu, con tin thần Chúa đang ngự trong phâm bánh nhỏ bé trên bàn thờ. Chúa là Thiên Chúa thần và là người thần, đã trở nên lương thực nuôi sống chúng con trên đường về quê trời. Chúa muốn ở lại trong con, và con cũng ước ao được Chúa vào lòng để được ở lại trong Chúa. Nhưng con biết mình còn nhiều tội lỗi, chẳng đáng Chúa đến thăm. Xin Chúa tới sạch qua tim con, để con nên trong trắng. Xin Chúa mở rộng tâm hồn con, để con đừng từ chối Chúa điều gì. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa lắm, xin Chúa mau đến với con. Lạy Mẹ Maria, xin giúp con xứng đáng đón rước Chúa Giêsu. Amen. Chúa đang ngự trong lòng con,
con cung kính thờ lạy Chúa là Thiên Chúa uy nghi cao cả. Con sung sướng vì được Chúa đến viếng thăm con, dù con không xứng đáng. Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con mãi mãi trong suốt cuộc đời này. Xin làm cho con nên giống Chúa, thịt gấu và khiêm nhường, chăm chỉ và biết ai, hiếu thảo và vui tươi. Xin cho con nhớ rằng Chúa đang ngự trong lòng con, và con có bổn phận đem Chúa đến mọi nơi, ở nhà và ở trường, trong khu xóm và ngoài đường phố, để tất cả những người bạn của con nhận biết Chúa và sống yêu thương nhau. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình và máu thánh Đức Kitô là bí tích nhiệm màu. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm từ phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tôi đã